nhớ một thời xáo sậu. Nhà thơ Ngô Văn Tuấn. Hai giờ sáng vẫn không ngủ được, nằm cứ nhớ vu vơ thời thơ ấu rồi lại nhớ mấy thằng bạn sáo sậu ngày xưa. Làng Phước Bình, khu phố 8, phường Tân An, La Di, Bình Thuận, tôi ở nằm sát dòng suối đó và sông Dinh. Làng, những năm 1965 đến 1970 hoang vu lắm, cây cối tùm, chim chóc rất nhiều, chúng dung làm tổ trong vườn, bên triền suối, bờ sông. Những chim quý thường chọn các bọng cây làm tổ, chim sáo thuộc loại chim mà hồi ấy bọn trẻ chúng tôi rất thích nuôi. Nó không quý như chim nhồng, nhưng cũng không thua kém mấy, mà sáo lại dễ nuôi. Tôi có mấy thằng bạn rất thân, hầu hết đều giỏi việc, giỏi leo trèo, chỉ có tôi là tệ nhất không dám leo cây. Mỗi lần theo bạn bắt chim chỉ toàn ngồi dưới gốc, nên bao giờ cũng chỉ nhận những chú chim út. Tụi nó bảo tôi mày ốm yếu, không làm gì được, chỉ đi theo mà có chim nuôi là tốt rồi. Nên nhất là tìm bọng chim sáo, dọc sông Dinh, suối đó, hồi đó cây khô, cây bọng rất nhiều nên việc tìm tổ chim sáo không khó khăn mấy. Những ngày thả trâu bò đi ăn, chỉ cần để ý thấy chim mẹ tha mồi về cây nào thì tổ chim sẽ ở ngay đó. Khi biết chắc vị trí tổ chim, bắt đầu leo thăm dò, xem chim con đã lớn cỡ nào. Leo vài ba lần khi thấy chim đủ lông đủ cánh biết há mỏ ăn mồi, mới bắt về nuôi. Mỗi thằng chúng tôi đều có cái lồng chim sáo bằng tre, đi đâu cũng mang theo, thức ăn cho chim không khó, chỉ lội ra mấy đám cỏ dọc bờ mương, bờ suối bắt cào cào, châu chấu, ngắt cánh, ngắt chân sâu vào cọng cỏ, vài sâu là chim có cái ăn cả ngày. Hết lại bắt tiếp, món thức ăn luôn sẵn có này, rất hợp, chim ăn vào mau lớn, lông mướt, giọng hót trong veo, mau biết nói, biết nhái tiếng người nữa. Có một chuyện vui vui thời chim sáo, mà suốt đời tôi không sao quên được. Một buổi chiều hè năm ấy, thằng Thanh bạn tôi và hai đứa nữa ra bờ sông Dinh bắt tổ chim sáo trên bọng cây gáo ván. Thằng Thanh xung phong leo bắt, hắn mặc chiếc quần tà lọn rộng thùng thình, ôm cây phóng tuốt lên, chừng được 3 mét. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây ngước mắt theo dõi từng động tác của hắn, rồi cả ba đứa bụng cười lăn. Lưng chừng trên cây hắn không biết chuyện gì, quay mặt xuống hỏi, cái chi bay cười dữ rứa. Nghe hắn hỏi bọn tôi càng cười lớn, một lát, chừng như hiểu ra mọi chuyện. Hắn văng tục một tràng rồi co chân vắt qua cái chán cây gần tổ chim sáo nói vói xuống. Sau này thằng nào leo thì leo, tao không leo nữa. Nói xong hắn nhoẻn miệng cười khì và cả bọn cùng cười, cười rung cả gốc sông. Hắn không còn nữa, chết trẻ khi mới ngoài 40 tuổi. Còn tôi mỗi lần nhớ lại tiếng cười ngày xưa thì, trên khóe mắt rưng rưng, nhớ vô cùng người bạn thời sáo sậu. Bây giờ thú chơi chim của tuổi thơ không còn hấp dẫn mấy. Thiếu rừng, thiếu cây, chim chóc thưa vắng. Rồi nữa, thời gian học tập, học ở trường, học ở nhà học thêm cứ dài ra, nhiều ra. Còn đâu giờ để chúng nó tìm chim, bắt chim, nuôi chim. Cho nên rảnh một tí là điện thoại di động bấm trò chơi, chát ngầu, quay phim, chụp ảnh. Nói không còn rừng, nhưng chim bày bán không phải không có, thậm chí có cả chim quý hiếm. Bởi những kẻ săn chim rất giỏi dùng công nghệ máy móc, nhái đủ kiểu tiếng chim kêu để bắt tận diệt. Thời gian tuổi tác, bọn chúng tôi cứ dần rời xa, thời sáo sậu. 17, 18 tuổi hai thằng bạn sáo sậu đi lính Cộng Hòa chết trận. Bốn thằng còn lại sau 1975, ba thằng đi kinh tế mới, một thằng chết bệnh. Làng còn lại có mình tôi. 50 năm, cuộc đời với những thăng trầm, bao lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền, những ký ức tuổi thơ đôi lúc không còn thời gian để nhớ. Bây giờ ở cái tuổi gần 70, sức lực về chiều, nỗi nhớ xưa lại ùa về. Nó hành hạ thức trắng mắt từng đêm,
đã lan man theo từng giấc ngủ. Ôi thương quá tuổi thơ tôi, nhớ quá những thằng bạn đang còn, những thằng đã mất. Tiếc một thời sáu, sầu đã bay xa.